Duyên xin kính chào đại gia đình mấy Duyên Nguyễn Phao Ly cuộc sống tại Đài Loan. Ta chào bạn Sang Hào. Jin tian wo gen wo mami xi na ge wo men jia li fu jin you ge shu shi dian, xin ta jie gen wo men zhi zhe ge ye shi shu a. Mời cả nhà mình nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, nhắm mắt niệm lại coi. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng, ngồi thẳng lưng lên. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Ngồi. Sờ sống nữa nha, cái này cái nấy lại ghé ngang gặp tiệm Thái ở đây, người Thái ăn mỡ tập quá ở đây á, rồi trái này cái nấy ăn rất không cả nha, sờ sống nha, xin mãng cò, bắt bắt về. Thank you.
nhà mấy mẹ con hôm nay á tính đi ra ngoài, rồi cái mẹ Duyên cũng như đi lấy căn sòi đồ đó cả nhà, căn sòi thêm mới về bán. Ở nhà ghé về ăn cơm chay, bữa nay người ta nghỉ đóng cửa tiệm rồi về thôi, mấy mẹ con làm ăn đây. Bắp cải bắp chuối bào mình nè cả nhà. Còn đậu su luộc. Còn này đậu ki làm bằng cây cả nhà, rồi viên ớt. Ớt xong rồi viên chiên kìa lại. Đây. Mắm ớt nè. Bây giờ ớt và chất chuồng. Ừ, kính chào ông bà cô chú à. Chào bà cô chú. Mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Ăn cơm tới con nha. Đúng rồi. Rồi, xin ta chia cơm mình sư hoàng san. Rồi, xin ta chia cơm một miếng sư hoàng san nè. Mời cả nhà mình ăn tối cùng với mấy con của Duyên nha. Rồi con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Dạ bà đã chia với con nha. Đúng rồi, con ăn cái nào, ăn này ha. Ngoài đó dạ. Dạ. Đây. Cái rau nè. Nè, rau luộc nè. Chấm cái nào? Chấm cái này. Để chén khai sắt vô. Để đó. Sao mà cho má mau rồi cho chùi. Nè, rồi bé em Thiện nè. Nè, bà cái chai tới rồi nha. Đúng rồi, mời cái nhà mình nha. Thì hai mẹ con tính đi lại đằng chỗ tiệm cơm chay cả nhà, đang ăn cơm lâu quá cũng lại đó ăn. Bữa nay đóng cửa tiệm chắc nghỉ cả nhà. Ăn ra luộc. Lỗi nè, đây em con gắt mẹ miếng. Cái chim thấy bán đắt chứ sợ, giờ đó mà còn khách chứ sợ. Thì bữa xưa ra một chiếc thật đi hoàn trở hơn thì cô lại thấy ra một chó thì cứ đi đồ cho đi mà. Thì ra một khi không chờ và không phải vừa hoàn ra cũng chưa của cho thì cứ đi đồ cho đi mà. Vì mẹ tính nó đi với bà ngoại đi lấy đồ xong rồi cái rồi về đặng mẹ với bà ngoại ghé vô đó ăn cơm chay, ăn cơm tương. Trời coi bữa nay đóng cửa tiệm mà sẵn mua về cho hai đứa con ăn luôn. Hiểu không? Nhưng mà người ta bữa nay ta nghỉ. Ngồi đàng hoàng không có gì. Nó cũng ngồi gì chỉnh tề đàng hoàng tử tế coi. Ăn bát. Cặp cơm cho con múc vô ăn. Súp bánh pan à. Đây, đây. Đậu quá không có bắp gỡ chuối nữa nha. Cho sư ba treo khoa. À, lá khoa gì? Lá khoa gì? Ăn cơm. Lá khoa gì? Con lấy muỗng múc cơm vô ăn. Lá khoa gì? Con lấy đũa gắp gì ăn? Gắp gì? Cho hai cái khoa gì? Ừ? Lá khoa gì? Rồi lá khoa gì? Ngọt mũi, ngọt mũi, khó khó rồi. Nước khoai. Múc cơm vô ăn. Nè, cho con nước khoai gì? Nước khoai gì? Nước khoai gì? Ăn rau không? Dạ. Ừ? Dạ. Mày chấm nước này hả? Dạ. Ok. Ok. Mày khao sợ. Vừa ăn ớt này vừa ăn. Duyên để miếng hạt niêu, miếng muối, miếng mắm. Cái gì Duyên Thiện? Gì con? Uống nước hả? Ừ, nó vừa ăn rồi khỏi chấm nước mắm. Đó, nên nó vừa ăn. Thấy mẹ. Ừ. Cay quá kìa. Cay hả?
Hay dạ. Chắc ăn trúng miếng tiêu luôn đây nha. Bữa nay đi gần ngang cái chùa gần nhà Duyên nữa nhờ. Bữa nay cúng chùa đó, đốt pháo. Con mang nó chặn mấy khúc đường luôn. Cay quá trời. Cay quá trời. Bữa nay nói tiếng Việt. Ăn rồi bạn chị ăn kiểu gì vậy? Giờ để đúng. Gì cũng có được. Ngồi chơi. Ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng không được gì. Tôi chào. Chưa cả nhà đi về cái khám bệnh rồi hai mẹ con khám bệnh cái đầu nấu mì ăn xong rồi cái đầu ở Duyên á kêu bé Dùng Thiện ngồi niệm Phật 20 phút rồi tới nhỏ gái lớn niệm Phật 20 phút rồi hay kiểu đó là phê bê mà mà kiểu đó là phê bê mà mấy rồi cái này phải ra phá chị bút có cái bọc giấy không tiêu à. Có hộp giấy không tiêu ý? Sao nè? Xa mẹ tố dì xa là. Hảo, xí xí. Đi trang cho hảo luôn. Ê! Bà má xí xí. Cô đừng ơi. Bà má xí cho vô sổ sát. Mẹ? Bà má xí cho tao vô chậu. Ồ, hình tầm. Rồi, chú bé Dung Thiện. Bé Dung Thiện nữa cả nhà. Niệm Phật niệm xong rồi cái đầu nằm lát ở đây nè, nằm đây ngủ luôn. Rồi gì cũng vậy, rau cải rồi mình nói chung là mình trồng rồi cái mình bẻ về đó rồi mình làm ăn liền nó ngọt nước. Hôm nay xưa có tô chai, tô diệu, tô dền, một bình, tô ngổ, bắp chuối. Thở mãi tha. Tha. Thở phổi em hẩm à. Bác sĩ kêu con uống nước. Nước không hẩm uống nhiều vô rồi. Cái này cộng mình đi ra Tổ Kỳ là Hữu Kỳ Tổ Kỳ mới là bằng tay á. Ở Việt Nam mình có khô á, chị cũng dọn. Cái này nó ngâm rồi. Cái này là bước, cái này là bước. Đang cơm tự nhiên kêu chị ôm con, ôm em. Nó xem nó tự bất kỳ 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 mau hết bệnh. Hết bệnh. Đúng rồi. Mình sáng ăn cơm cho anh chàng ăn cái này không ạ? Không múc cơm cho ăn con. Múc cơm cho ăn. Múc miếng nha. Mẹ bới có 1 muỗng 2 muỗng rồi con không ăn chứ. Hậu trang á. Mà má hậu trang á. Mà
ngồi xuống là thấy rồi, ông bà có chú ngồi xuống là thấy rồi, đúng rồi. Ừ. Đó rồi. Ăn cháo mì kẹo rồi. Nơi giống ơi, bé ông Thiện nó giống cái cọng mì của nó nha. Nó là giống nè. Ông ngồi cháu chứ nè. Ông cái cô tuyết á, nó muốn đẹp á thì phải ăn ra cái gì. Nhân dân nhiều khoái ăn cơm cũng sống thọ. Hôm nay chắc con chỉ chơi nó qua tôi khổ chữ ạ. Chắc sửa nó. Chắc sửa nó sửa lại.我吃完姐姐怎么那么快吃完了？啊，老师，那姐姐太饱了吧？嗯，最快快吃完了。嗯，你就让水姑姐吧。啊，不要。那，下班吧。嗯，那姐姐没有作业嘞，那姐姐没有作业嘞，那，嗯，小朋友们，来，你们好啊，刚刚忙工，好，好，我要吃饭，嗯，再冷，你看，这会的，那姐背公饼，这牛小的难喝，啊，打卤ăn không, nó ăn tủ kia không mọi nhà, thấy bà ngoại chết ăn cái đầu con ăn cơm. Nó mở đâu. Nãy giờ ông bới miếng cơm cho nó phay cái này nè. Ăn nhai hết muỗng nước, bỏ để cái ly nước xuống. Nè cái miếng giấy này con lau tay. Lau tay ra miệng đàng hoàng, cái dầu mỡ con dính vô đây nè, dính vô cái ghế salon nè. Cái đồ thơm mà. Bữa nào tháo ra nhâm mà không biết nhâm sạch đâu không ra, không biết ra nữa. Con kêu giờ mình hơi bạo rồi. À, hơi bạo rồi con ngồi nhai hết đi uống nước rồi con tạm biệt bà cô chú. Nhai cơm hết mới nói chuyện. Chị giờ là ai cho các chú chị cơ. Cả nhà clip hôm nay tới đây đi, cả nhà có xem video này nếu thích Duyên thì cho chị một like, một chia sẻ, bấm chuông đăng ký kênh ủng hộ cho Duyên nha. Bye bye đại gia đình mình, hẹn đại gia đình mình vào clip tiếp theo. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi tối có một giấc mơ rất là đẹp hơn cả nhà. À, ta che buổi sáng hà quên sư bảo là ta che lúc rồi dục khanh ngồi miếng tao tao hoa dù chị quan ngồi tao hoa kiểu anh cái chanh như cái phân sẹn nào bán hoa cho cái tin gì bán hoa cái xào liếm tăng là càng xe cơ quay chu ta che dỗ cái quà sang dỗ cái mì mông chưa sợ nào hoàn an bye bye cho che tạm biệt đại gia đình mình rồi con nói sao nào ba cái chứ không cũng giỡn đó nói nào ông bảo chú con no rồi bạn gái chưa ai rồi cho chị chơi chứ không phải con nói là chúc cho ông bà cô chú giỡn đó chúc ông bà cô chú cho bà gái chưa có một giấc ngủ rất là ngon rất là ngon à, chú ta treo quần sang hà ê hoàng an giỡn đó con nói chuyện không phải giỡn đó hoàng an chào hoàng an bye bye rồi ok.